và các bạn đã với Big Bang Superman của Học viện Tâm Trí Lực. Mình tên là Võ Ngọc Hoàng Duy, năm nay mình học lớp 2. Ba điều nói về mình là tự tin, sáng tạo, thông minh. Mong mọi người hãy cổ vũ cho mình. Hôm nay mình sẽ làm những phép tính cộng trừ đơn giản bên hàng chục. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ đặt chân song song với bàn, không bắt chéo chân. Lưng của chúng ta sẽ thẳng và không dựa vào hành ghế. Bàn tính thì cách mép bàn ngón tay, còn tay phải chúng ta sẽ dùng cái ngón cái và ngón trỏ làm càng cua. Ba ngón còn lại chúng ta sẽ cầm viết chì. Bên tay trái, ngón trỏ và ngón giữa sẽ làm cái kéo. Ba ngón còn lại sẽ cầm bàn, giữ bàn tính. Nào, chúng ta cùng thực hiện phép tính thứ nhất. Phép tính thứ nhất: 10 cộng 20 cộng 60 trừ 40 là bằng 50. Phép tính thứ hai: 30 trừ 20 trừ 10 cộng 70 bằng 70. Phép tính thứ ba: 50 trừ 50 cộng 80 trừ 20 hết bằng 70. Phép tính thứ ba là làm sai nè. Mẹ đọc lại. Phép tính thứ ba: 50 trừ 50 cộng 80 trừ 20 bằng 60. Rồi, phép tính thứ 4: 60 cộng 20 trừ 10 trừ 60 hết bằng 10. Phép tính thứ 5: 90 trừ 70 cộng 50 cộng 20. Dạ con mới 90 trừ 70 rồi mẹ ơi. Vậy mẹ đọc lại nha. Tắt đi mẹ đọc lại. 90 trừ 70 cộng 50 cộng 20 bằng 90. Rồi đúng. Bây giờ con sẽ ảo tính. Ảo tính là con có thể quay mặt qua đây. Dạ. Rồi, mẹ đọc nha. Phép tính thứ nhất: 10 cộng 20 cộng 60 trừ 40 hết là bằng 50. Đúng. Phép tính thứ hai: 30 trừ 20 trừ 10 cộng 70 là bằng 70. Đúng. Phép tính thứ ba: 50 trừ 50 cộng 80 trừ 20 hết bằng 60. Đúng. Phép tính thứ tư: 60 cộng 20 trừ 10 trừ 60 hết bằng 10. Đúng. Phép tính thứ năm: 90 trừ 70 cộng 50 cộng 20 hết là bằng 90. Đúng rồi. Rồi con chào đi. Video của mình đã hết rồi. Xin chào thầy cô và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình Big Green Sokuba lần sau.